thầy giáo dùng phấn khắc họa chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngày 22 tháng 7, nhiều người dùng mạng xã hội đồng loạt chia sẻ tác phẩm vẽ chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với chất liệu phấn màu lục rác trên bảng chống lóa của một thầy giáo mỹ thuật. Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, người vẽ bức tranh này là thầy giáo Phan Văn Phúc, 66 tuổi, trú huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, giáo viên bộ môn mỹ thuật của trường trung học cơ sở Phan Huy Chú, huyện Thạch Hà. Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, tôi cảm thấy rất đau lòng, hụt hẫng. Bác ra đi là sự mất mát lớn với đất nước, thầy Phúc bày tỏ. Xuất phát từ tình cảm, sự tiếc thương đó, chiều Chủ nhật ngày 21 tháng 7, trước giờ lên lớp tại nhà, thầy Phúc đã dùng phấn nhiều màu sắc vẽ tác phẩm chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên bảng chống lóa. Theo thầy Phúc, bức hình vẽ của ông có bố cục hình ảnh chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở trên cùng, phía sau là bầu trời xanh mênh mông. Chân dung Tổng Bí thư được ông Phúc khắc họa với nét đạo mạo và nụ cười hiền hậu. Phía dưới có những bông hoa cúc vạn thọ, loài hoa biểu tượng cho sự trường tồn, vĩnh cửu và bất diệt. Bức vẽ được tôi vẽ trong vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ. Sau khi vẽ xong, tôi hỏi lại vợ có đẹp không. Vợ xúc động gật đầu, tôi mới chụp lại bức vẽ để chia sẻ lên mạng kèm dòng trạng thái mượn phấn thay lời đưa tiễn Bác. Dù ở xa nhưng tôi muốn dùng bức tranh chân dung và loài hoa vạn thọ thay cho nén tâm nhang gửi đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thầy Phúc chia sẻ.